Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên kênh Lê Cooking. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là món thịt kho xá xị. Nghe thấy lạ các bạn ha, nhưng mà khá là ngon đó nha. Ở đây mình sẽ cần chuẩn bị nguyên liệu là thịt nè, ở đây là thịt heo. Mình sẽ chọn thịt heo có 3 rọi với thịt nạc luôn để mà mình kho cho nó ngon. Khi mà mình kho 3 rọi nó sẽ ra mỡ rồi kia rất là ngon ha. Đối với thịt heo thì các bạn nhớ rửa thật là sạch ha. Và nguyên liệu tiếp theo cũng khá là quan trọng và cũng là nhân vật chính ha, đó chính là xá xị. Nước ngọt xá xị mọi người. Ở đây mình sẽ có nước mắm nè. Và gia vị mình cần có là muối, đường, bột ngọt. Xong, quá đơn giản ha. Chỉ có bao nhiêu đây nguyên liệu thôi là mình đã có ngay một bữa trưa rất là ngon lành rồi. Rồi, nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành kho thịt. Và bước đầu tiên mình sẽ tiến hành làm phần caramel, phần nước màu để mình kho thịt ha. Phần nước màu này giúp cho phần thịt mình vừa đẹp mắt mà nó lại vừa thơm ngon đậm đà nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm thắng, gọi là thắng ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thắng cái phần caramel, phần nước màu. Các bạn sẽ cho nước nha. Rồi đường. Khi mà phần nước đường mình nó sôi thế này thì mình cho nhỏ lửa nữa nha. Mình làm nước màu thì phải căng nha, thì rất là dễ bị khét. Bạn thấy đường mình bắt đầu nó vàng vàng rồi thấy không? Đó. Mà chuẩn bị tắt bếp được rồi nha. Rồi mình tắt bếp luôn. Đó, mình đã canh đúng vừa tới luôn rồi các bạn thấy không? Chứ mình để trên bếp nữa là nó khác á. Nó vừa chuyển màu là mình tắt bếp, mình bắt nồi xuống liền ha. Đó, màu đẹp ghê chưa? Đó, thấy không? Nói chung là làm nước màu là phải canh dữ lắm. Một số bạn không có thời gian á, thường hay mua nước màu sẵn ngoài chợ luôn á ha. Mình thì mình mỗi lần mình kho cá hoặc là kho thịt thì mình sẽ tự mình làm cái này hết. Rồi, bước tiếp theo mình cho phần thịt của mình vô luôn. Mình sẽ trộn lên. Ở đây mình không có để trên bếp nha mọi người, mình để ngoài thôi. Sau khi mình trộn thịt với nước màu rồi thì mình sẽ bắt lên bếp mình kho thịt luôn ha. Và mình cho nước mắm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn. Vẫn phải dặm thêm một ít muối cho đậm đà. Chút bột ngọt. Nói chung là nêm nếm vẫn tùy khẩu vị của mỗi người nha. Đường. Trộn lên. Bạn thấy thịt của mình rất là ngon ha. Màu sắc đẹp và thơm lắm mọi người. Ở đây mình sẽ cho thêm một ít nước ha, để cho thịt mình sẽ mềm hơn. Rồi, thịt của mình đã sôi và rút bớt nước rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ xuất hiện nhân vật chính của mình, đó chính là xá xị. Các bạn dùng loại xá xị nào cũng được nha. Tùy theo số lượng mà các bạn có thể gia giảm phần xá xị ha. Mình sẽ dùng từ nửa lon đến là một lon.
phần ga của xá xị sẽ giúp cho phần thịt mình nó mềm hơn. Và đặc biệt là khi mình cho nước ngọt xá xị này vào thì cái mùi thơm của thịt kho mình nó đặc biệt lắm. Ăn sẽ rất là ngon nha mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ninh phần thịt kho của mình thôi. Phần ga nước ngọt này khi mà thịt sôi thì nó sẽ tan hết các bạn ha. Đó, mà thấy hấp dẫn chưa chưa? Món này là có từ xưa rồi nha mọi người. Mẹ mình là đã ăn món này từ nhỏ rồi đó. Hồi nhỏ thì mẹ mình sẽ mua nước ngọt xá xị chai á mọi người, ra quán á, mình mua chai. Rồi các bạn cứ ninh cái phần thịt mình một tí nữa cho nó mềm ha. Đó, nghe tên thì thấy lạ ha, nhưng mà món cũng khá là quen thuộc đó. Bạn nào chưa biết thì chúng ta hãy nấu thử để ăn thưởng thức xem mùi vị như thế nào ha. Món này thì hồi xưa bà cố của mình nó chỉ cho mẹ mình ha. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn nè. Đặc biệt với món thịt kho xá xị này thì mình sẽ không có nêm tiêu, không có nêm hành ớt gì ha, để giữ nguyên cái mùi vị vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ múc thịt kho ra tô thôi. Quá ngon. Phần ba rọi mình nó sang ngon ghê ha. Bạn thấy đơn giản ghê chứ. Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong món thịt kho xá xị rồi mọi người ha. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Ở đây mình sẽ ăn kèm với lại cơm trắng luôn nè, quá ngon.